Hello everyone. Now open your book on page 32. Ta, bon bon ឥឡូវបើកសៀវភៅនៅទំព័រទី32ទាំងអស់គ្នា. ឥឡូវយើងចូលដល់ unit 5. Unit 5, study habit. Habit នឹងប្រែថាទម្លាប់. 5A, study habit. I love school. Number 1. Look at the picture. This is her girl. Can you guess what she loves? Write your guess in your notebook. គេថាចូលកលែកមើលរូបភាពនេះគឺជាហឺរកោនេះរូបភាពរបស់ហឺរកោអ្នកអាចទស្សន៍ទាយអ្វីដែលនាងចូលចិត្តបានទេចូលសរសេរនៅទំនាយរបស់អ្នកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកឥឡូវបងប្អូនទស្សន៍ទាយសាកមើលថាតើនាងហឺរកោនឹងគាត់ចូលចិត្តអីខ្លះអញ្ចឹងចូលមកពពេញទៅនេះឥឡូវដើម្បីដឹងព័ត៌មានយើងទៅសម្ភាសហឺរកោទាំងអស់គ្នាតា Tab script 2.5.1 Sing I lost. Can I ask you some question? Yeah, sure. What's your name? My name is Hiroko. How old are you? I'm 14. Where are you from? I'm from Japan. Do you go to school? Yes, I do. I'm very busy. I have two schools. Can you say that again? Two school? That's right. I go to two schools. I love school. I love studying. I study every day. What do you study? My classes are maths, science, Japanese, English, and physics. English is my favorite. I love my teacher. We play games in English. I love games. They are my favorite. What do you do in English? We sometimes watch TV. I talk to my classmates in English and the teacher talks to us in English. At 6 o'clock I go home. Guess what I do then? I study. I do my homework. Wow, thanks, Hiroko. សួស្តីបងប្អូនតោះឥឡូវយើងបានសម្ភាស Hiroko ហួយហើយឥឡូវយើងដឹងហើយថានាងពេញចិត្តអីខ្លះយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នា Hiroko ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្ត school, study, her teacher and game. តោះឥឡូវកលែងទៅមើល number 3. Number 3. Can you remember what Hiroko said? Match the sentence whole. តើអ្នកអាចចងចាំបានទេថា Hiroko បាននិយាយអ្វីខ្លះ?ចូលផ្គូផ្គងប្រយោគ whole នឹងប្រែថាពាក្យកតាលនេះអាប្រយោគមិនទាន់ពេញលេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្គូផ្គងគ្នាឥឡូវបងប្អូនមើលពាក្យនៅក្នុងនេះហើយផ្គូផ្គងទាំងអស់គ្នាតោះ តោះឥឡូវយើងបានផ្គូផ្គងរួចហើយយើងមើល Number 1 My name is Hiroko. Number 2 I'm 14. គាត់មានអាយុ14ឆ្នាំ. Number 3 I go to school. Number 4 English is my favorite. Number 5 We play game in English. Number 6 We sometimes watch TV. Number 7 At 6 o'clock I go home. Number 8 I do my homework.តើឥឡូវយើងផ្គូផ្គងរួចហើយឥឡូវបងប្អូនចូលកលែកទៅមើល number 4 number 4 what are these picture of match the word in two picture listen and check គេថាតើរូបភាពទាំងនេះគឺជាអ្វីចូលផ្គូផ្គងពាក្យជាមួយនឹងរូបភាពនេះជាមួយនឹងរូបភាពចូលស្ដាប់ហើយត្រួតពិនិត្យបងប្អូនកលែកមើលនេះអានេះ go ពាក្យថា go go ប្រែទៅ play ប្រែថាលេង work ធ្វើការងារdo homework ប្រែថាធ្វើលំហាត់ study សិក្សា watch មើលអញ្ចឹងយើងផ្គូផ្គងមើលរូបភាពនេះរូបភាពណាត្រូវជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងបានធ្វើហើយ go ត្រូវជាមួយនឹង number 5 ឯណានេះ number 5គាត់ទៅគាត់បាយបាយនេះ go ទៅ number 2ត្រូវជាមួយនឹង play number 2នេះគាត់កំពុងទៅលេង work ត្រូវជាមួយនឹង number 3នេះគាត់កំពុងធ្វើការងារ do homework ត្រូវជាមួយនឹង number 1គាត់កំពុងតែធ្វើលំហាត់ study ត្រូវជាមួយនឹង number 4គាត់កំពុងសិក្សា watch ត្រូវជាមួយ number 6នេះគាត់កំពុងមើលទូទាស់តោះបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តទៅទំព័របន្ទាប់ទៀតតោះបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតឥឡូវបើកនៅទំព័រ33 Number 5 What can you remember about Bopha
thì ta ta nè chăm bộ phà tí lấy cho number 6 Colt Cracker talks to your partner thì ta cho nè dưới từ căn đại cú rồi bỏ nè talk it in turns to pretend to be bộ phà use the pictures to help you listen and check cái ai dưỡng tờ lọp à rụp hiệp nè à kì khlánh bằng lòm dưỡng nâng vừa ai khlánh thì chia bỏ đầm miên là bỏ bộ phà nè hào dưỡng mưa rụp hiệp vì ai chui dưỡng bán ta lấy dưỡng sẽ đạp sẵn đảm bây dưỡng thư lùm hạt năng chánh dưỡng sẽ đạp sẵn Tab script 2.5.3 All about Bopha. Hi, my name is Bopha. I'm 13 years old. I am from Cambodia. I love my school. I go to school with Dara and Sopal. They are my classmates. I do homework and study every day. I'm a good student. I work hard, but I have fun too. I play football and I watch TV. Ta, bọn bọn ở lời dương bà tôn mê riêng dương tiết. Ở lời dương bàn sẽ đạp rủi hỏi. Ở lời bọn bọn mưa nè, lùm hạt nè. Anh ấy kể đã thá. I'm 13 years old. I am from... Nế kể đã Cambodia. Dương, cái này nâng dương đã Cambodia. I lost my school. Rục xa là school. I, cái này go, go, cột bài bài. Dương anh đã go. I go to school with... Dara and Sopal. They are my classmates. I do homework and study every day. I'm a good student. I work hard, but I have fun too. I play football and watch TV. Yeah, anh ấy đã hụp hiệp mưa nữa, watch TV. Ta lấy bọn bọn cho cái lệch từ mưa number 7. Number 7. Answer these questions in your notebook. Đã cho cháu nơi dùm nua tiếng ní đã nơi không dịp hơi sửa xe rồi bỏ nẹ dâng bọn bọn cháu nơi dùm nua tiếng ní đã nơi không dịp hơi sửa xe rồi bỏ bọn bọn tả lời dương mứa Number 1 How old are you? Dâng bọn bọn mẹ dụ mát đã bọn năng tử Number 2 Where are you from? Bọn bọn mâu bí ná đã tới Number 3 Do you go to school? Ta bọn tớ giả lại được ớt và tớ đã tha Yeah I do tớ bà ớt tớ tiết đã tha no I don't Number 4 What do you study? Ta nhận sắc xa vậy, dân bà ôn sắc xa ý ghế. Một vị trí ấy đang một vị trí năng tờ. Number 5. What do you do in English? Ta nhận vừa vậy, nơi khả nông thân nạc phía xa ông lê. Dân bà ôn vừa vậy khá, nơi khả nông thân nạc phía xa ông lê nâng, dân đã tam năng tờ. Number 6. Are you a good student? Kỳ xưa thả, ta nhận chia sẻ bởi cái rước. Ta ăn ý ớt sự xâm khăn đi, bà ôn bà ôn là lời dân bà to từ tùm bò bàn tòa tiết. Number 1. Look at the two pictures. Who is a good student? Who is naughty? Ta cho cái lệnh mơ rụp phiếp bì. Chẳng nghĩa rụp phiếp bì nè. Ta nở nà kê chia sẻ phụ cái. Còn bọn mơ bì nạ nì mơ ta mùi nà sẻ phụ cái. Rập bứ hạc chấl. Chẳng bì nạ nắng ta mùi nà chấl hạc rập bứ. Ta lấy dừng cái lệnh mơ number 2. Number 2, listen, repeat and check. Khi ta stop and hỏi truy bình nhật. Chẳng dừng and tăng ổn nha. Ở lời bọn bọn mươi ảnh tập bọt bì nha. Ta ảnh tập bọt mươi nha chia rập bọt sổ phòl. Hỏi ảnh tập bọt mươi nha chia rập bọt đà ra. Dừng score quạt tăng bì nhẹ nâng hỏi bộ thà. Dừng bàn sạc xa nơi mì riêng còn lòng mộc. Ta ở lời dừng sạc xa ảnh tập bọt tăng ổn nha. I'm 13 years old. Khi nhau mẹ ảy dụng đọc bầy chân nàm. I'm from Cambodia. Khi nhóm mâu bí bởi tế Campuchia. Am I a good student? Ta khi nhóm chia sẻ bụi cái rước. Let's see. Ta mơ. I never do my homework. Khi nhóm mình đã thuốc kịch ca giả lá đọc khi nhóm tì. I always play game and watch TV instead. Khi nhóm tay tay lên game hay nâng mơ tu tu vệnh. But I sleep a lot. Bọn ta khi nhóm đầy chạy. I go to school sometime. Khi nhóm tư giả lá bê khá. I always go to sleep late, so I never wake up early. Chỉ nhận nhóm khá nhóm tự đầy dựt, đối chân khá nhóm kháu ọt lươn đi. I watch TV every day and I play game every night. Khá nhóm mưa tu tu chỉ riêng rõ tháng ngày, hay khá nhóm lên game chỉ riêng rõ dục. I love TV. Khá nhóm cho chất tu tu. It's my favorite. Vì cứ chia chấm non chất rõ bọc khá nhóm. See you later. Chụp nhiệt ngay cài. It's time to sleep again.
ai lấy đo máu để chạy ta ai lấy phong phong tia mưa ta pi na kia nắng chờ nắng ai lấy chừng mưa ăn bát tì pì. Am I a good student? Ta khi nhau chia sẻ phụ cái rứ. Yes, I am. But cứ khi nhau. School is my favorite place and English is my favorite subject. Sa la, cứ chia cả lại đại khi nhóm châu chật. Hai phía xa ổng lê cứ chia một vị chia đại khi nhóm châu chật. I always work hard. Chỉ nhật nhọc khi nhóm ưu sát vừa cả. I never play game. Khi nhóm mình đã liên game thì. I hate game. Khi nhóm sợ game nè. Games are for children. Game cứ xâm rạp khmây. I always do my homework and I always study. Khnhom tay tay phư lùm hát rồi bọc nhóm. Hai khnhom tay tay sắc xả. I never watch TV, but I read books. Khnhom mình đã mơ tu tu tì. Bọn tay khnhom ăn siêu phở. I always study. Khnhom tay tay sắc xả. I'm a good student. Khnhom cứ chia sắc bụi cải. But some of my classmates are naughty. Bọn tay mật phẹ rùm thân nạ rồi bọc nhóm khá quá khchel nà. Dara is naughty. Dara cứ khchel. Tờ, bọn bọn là lời dương bàn sức xa tôi bỏ tháo ở lời mùi nà chia rồi bỏ đá ra, mùi nà chia rồi bỏ sổ phò chẳng dựng đăng hỏi, ní cứ chia rồi bỏ đá ra đặc biệt ní cứ chia rồi bỏ sổ phò ở lời dương bộ bình khăn ông ní chẳng ọc nía ở lời dương bàn hỏi ở lời bọn bọn cho cái lệnh mưa number 3 thì đã thà complete the tables about sổ phò and Dara's study habits. Châu bóng bình, đá ráng ông bì, tùm luộc sắc xa, rồi bỏ đá ra hỏi nâng sổ phò. Rise, sổ phò ở đá ra. Châu sổ xe, sổ phò rưu có đá ra. Nhưng bọn bọn mưu nịa khăn đá ráng nịa. Đá ráng nâng kia đã thà do work, rải thà thư luôn hạt. Go to school, tờ giả lá, work thư càng nghĩa. Study sắc xa, play game, liên game, watch TV, mưu tù tù. Nhưng anh kia đã thà none of the time, bà này thà mình đài, mình miền phía. Some of the time, bà thà phía khá. All of the time, bà thà chỉ nhận nhóa bà có group phía. Anh đang bà thà group phía. Nì, bởi xanh chìa phía tăng ổn nì. Thời chú mùi nâng chmua. Rồi bỏ nẹ nà khá dưỡng đại. Anh ấy đã thà đà ra. Lấy dưỡng bà bình tăng ổn nì. Lấy dưỡng bàn bà bình hỏi. Lấy dưỡng mưu nì. Do homework bì nà kế. Đà ra. Bà này thà none of the time. Còn ở đài là sao? Thưa cái ca giả lá nó còn đài sao? Đặc biệt sổ phó, all the time, bạn này đã quát thư, chỉ riêng rõ bình, sổ phó. Go to school, đã ra ớt, sổ phó, ớt đài, tư giả là. Work, thư cá, đã ra ớt, xăm thám đi có ớt đấy. Hay sổ phó, quát thư cá, group bình. Study, đã ra ớt, đặc biệt sổ phó quát thư, group bình. Play game. So Paul mình đại liên game tí, kì đã thả nán all the time, mà đại liên game tí. How all the time, đà ra. Bên này thả liên bình, group peer về liên cứ đà ra, liên game. Voice TV, so Paul là đại liên tí. Đặc biệt đà ra, mưa group peer về liên. Ta, alo, bọn bọn cho cái lấy từ mưa number 4. How often, chỉ nhật nhọp. When do you sing this word do? Where do you think this word go? Ta nè kết thà bịa tiếng ní trâu nơi cái lại nà. Bà này thà bịa bay nè trâu nơi cái lại nà nè. Lớ bọn bọn mơ traffic viên nè. Traffic. Hào kết thà ta bịa bay nè nâng. Bay never, always nâng xăm tham nâng. Thư đạc viên nơi cái lại nà. Nhưng bọn bọn chạm never. Never cứ viên trâu dù mùi nâng. None of the time, bà này thà mình đại chứng cái lại ní, xôn phía rơi ní dừng đại thà never. Some of the time, phía khá, chứng dừng đại some time. Some time, dù mà đại cái lại some sắp phía rơi ní. Always, dừng đại all of the time, ní mà rơi phía rơi nóng always. Tờ hả lời dừng xong xe lệ, vì tao dừng bà này sẵn chạm chuộc ní nơi vì tao bằng tỏa tiền.